Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đến với kênh Tài Cá Vlog. Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mọi người đến với kênh Tài Cá Vlog nha các mọi người. Thì ngày hôm nay mình muốn chia sẻ đến một cái chủ đề nhiều bạn hỏi, rất rất nhiều bạn hỏi, thì mình muốn chia sẻ đến các bạn một loại cá mà nó rất là đẹp và nó dễ nuôi. Thì trong cái bài ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ những cái tâm sự cũng như là tâm sự đến các bạn những cái yếu tố mà các bạn cũng có thể cùng với mình trải nghiệm nha các bạn. Rồi ok, thì mình để mình lấy phấn. Thì trong cũng nhiều thời gian lâu vừa qua các bạn, thị trường nó có một sở có một số người thích cái chơi một loại cá kiển mà càng ngày là lại càng tăng tăng dần hơn các bạn. Nhưng có thể nó do cái khả năng tài chính của các bạn, nó cái giá nó cao các bạn, mà cái nhu cầu những giống cá này nó ngộ nhập những giống cá này rất là đẹp các bạn. Thì mình muốn chia sẻ trong cái bài ngày hôm nay để các bạn có thể cùng với mình khám phá các bạn. Tuy được tuy là cái giống cá này nó cũng khó nuôi, nhưng mà không không phải là một vấn đề khó khăn cho các bạn. Với những cái những giống giống cá lạ này thì nó vừa đẹp các bạn, thì tất nhiên là giá cao nha các bạn. Nó chỉ phù hợp với những người cũng khá khá, gọi là điều kiện, có điều kiện các bạn, cho nên mà cái số lượng người chơi cái con này nó không có cao cho các bạn. Nhiều người thì dù thích lắm nhưng mà cũng rất cũng như mình đây, cũng mình ở mình đây mình cũng trải qua trường hợp đó rồi, thì cũng người ta cũng về dạng ta rất là thích, mình biết cái điều đó cho các bạn. Nhưng mà thì cái chuyện người ta muốn cái chơi chơi được thì ta phải cũng có kinh nghiệm này nọ hết, nhưng mà ta trước tiên người ta rất thích các bạn. Nhưng mà cũng chính cái nhờ cái vào cái sự dày dặn các bạn đó là cũng đã giúp cho cái thị trường nó cá nó của chúng ta là lúc này là cũng ổn định, nó nói chung là cũng ổn định những năm trước nha các bạn, chứ mà những năm về sau đây thì nó cũng hơi khó khăn. Mà ngay cái như những cái trại lớn sản xuất cá các bạn thì cũng cũng gặp khó khăn trong cái thời gian này nha các bạn. Qua nhiều năm thì mình cũng theo sát cái nghề này các bạn. Qua nhiều năm rồi mình cũng theo sát cái này, kinh nghiệm cho mình biết là có những cái giống cá kiển thị trường rất là ổn định trong cái thời gian vừa qua nha các bạn. Thì ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến một một loại cá, thì không đỡ các bạn phải hồi hộp chờ đợi, thì mình nói là ngày hôm nay mình muốn tâm tình đến các bạn và muốn chia sẻ đến các bạn những cái khái niệm, những cái yếu tố đầu tiên để mà các bạn khi các bạn nào cũng có thể chơi hoặc là bước chân vào làm những cái con cá này. Thì các bạn, đó là cá dĩa cho các bạn, cá dĩa. Thì mình cũng tin rằng trong cái video ngày hôm nay thì đối với những cũng có rất nhiều bạn quan tâm đến loại cá này nha các bạn. Tại cá loại cá này nó rất là đẹp, đối với mình nuôi lâu nay mình vẫn thích nó cho các bạn, nhưng mà cái giá cả rồi những yếu tố nó điều kiện nuôi đồ này nọ nhiều tố, thì cá dĩa thì ở quê là gọi là cái dĩa các bạn, còn ở xài thành phố thì gọi là cái đĩa các bạn. Những người mà ở cái nước các nước phương Tây các bạn, nó tôn lên làm cá vua, cá giống cái kiển các bạn, những con cá dĩa này các bạn, để mình mở một cái tấm hình để mình và cho các bạn
ấy hơn như các bạn. Đỡ cho những cái bạn nào mà các bạn chưa biết thì các bạn cũng thể vừa xem cái video vừa ngắm luôn cũng được nha các bạn. Đó, mình tìm mình chọn đại một cái hình ảnh nào nó đẹp đẹp một xíu là mình sẽ đưa cho các bạn xem. Đây các bạn, à đây. Đây các bạn, đây, đây là những chú cái dĩa các bạn. Đấy, những chú cái dĩa. Đây các bạn, đây là những con cái dĩa rất là đẹp nha các bạn. Thì trong cái bài ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ đến với các bạn những con cá này nha các bạn. Đấy, những con cái dĩa rất là đẹp. Những cái dòng cá này nó rất là thông minh nha các bạn. Chứ mình cũng đã từng nuôi rồi, thì mình biết được những con cá này rất là thông minh. Nó có một cái tính thái rất là thân thiện nha các bạn. Chủ ví dụ như các bạn mà mới nuôi các bạn và nhận biết được nó cũng có thể là cái nhận biết được khi mà ai mà nuôi nha các bạn, ai mà nuôi chúng các bạn, nếu mà các bạn nuôi lâu ngày, khi mà lâu lâu ngày mà khi mà nuôi nuôi lâu á các bạn thì tiến lại gần rồi các bạn, cái gì nó thường có một cái hướng cái hướng cái đầu về chủ đó các bạn, nó rất là mến chủ các bạn. Thì cái nó có một cái biểu hiện cũng như là chào đón các bạn. Khi các bạn cho ăn thì cá liền bơi đến các bạn, nó bơi liền đến cái chỗ mà các bạn cho ăn hàng ngày các bạn. Đó là một cái thói quen. Đó là một cái thói quen mà ít cái con cá nào mình thấy mình nuôi mà nó có đủ cái thông minh như vậy nha các bạn. Mình đánh giá cao về con cái dĩa này. Thì đối với người lạ các bạn đến gần cái dĩa nó cũng tiến lại nhưng mà với cái thái độ nó hơi rụt rè các bạn. Nó sẽ bơi xa nếu mà người người lạ có một cử chỉ nào đó nó thô bạo nào đó các bạn, nó sẽ biết ngay các bạn. Thì nôm na thì cái dĩa nó được nhập vào nước mình là cái cũng là cái năm năm 19 năm năm gọi là năm sau 2000 các bạn, cũng lâu rồi nha các bạn. Với một cái số lượng rất là ít nha các bạn thì cái vì cái giá nó cao thành thử ra thì cái mỗi mỗi con nó giá nói chung là rất là cao thời điểm đó nha các bạn. Và chỉ có một số ít người nuôi nó là người họ trước kia là người ta giấu rất là kỹ các bạn, chung kia nó đắt tiền thì người ta giấu luôn các bạn rất là kỹ.
Mơn nhơ đối với con cá dĩa này các bạn, nó được gọi là nó có đặc tính là rất rất là kỹ cái tiếng động, nên nó rất là nên nó thường thường là nó ở những cái nơi yên tĩnh hơn nhiều nha các bạn. Thì bây giờ thì cái dĩa nó không còn xa lạ nữa các bạn. Những cái giống cá mà mới đặt mới được nhập thêm về đa dạng các bạn, đồng thời á là nhiều người nuôi và kinh doanh cá kiển các bạn, cũng thành thạo trong cái việc mà cho cá sinh sản tại hồ kính. Hồi trước kia thì mình cũng có làm một hai hồ, nhưng mà thật thật sự mà nói là rất là khó nha các bạn, chứ không phải là dễ. Thì các bạn cái việc mà sinh sản các bạn tại hồ 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 kính các bạn, nó đem lại mình thấy là nó đem lại một cái kết quả như mà nó rất là khả quan các bạn, nó tốt các bạn. Thì nhờ cái có cái lượng cá nên là cái giá cả bây giờ nó cũng nói chung là nó cũng ok, cũng không có mắc lắm nha các bạn. Nó không có gọi là khao mình để mình mở cho các bạn xem một cái mô hình cái gì á các bạn. Để mình mở một cái bạn bạn xem qua luôn. Đây nha các bạn, đấy đây là một cái mô hình mà nuôi cá dĩa đây các bạn, đấy nó rất là đẹp nha các bạn, đấy các bạn có thể tham khảo thêm. Đấy mô hình cá dĩa rất đẹp. Nó có cái hình là dáng rất là lạ các bạn, nó có màu sắc đẹp các bạn, rất là đẹp. Cái đó thực chất thì đối với người nào mà khi đã thích chơi cá rồi, ta cũng đồng ý với cái việc này nha các bạn. Nói chung nó có nhiều cái loại về cá dĩa, nhiều giống cá nha các bạn. Nó có nhiều coi như là xanh lá cây nè các bạn, dĩa nâu rồi dĩa đỏ các bạn, dĩa lam. Cái bốn cái giống này các bạn, thường thường mình thấy người ta nhân giống nhiều các bạn, cho cái giống này nha các bạn. Có những người mà ta chuyên người mình các kiểng này các bạn đã tạo rất là nhiều loại giống cá khác đó các bạn, khác lạ hơn với các bạn, và cũng có cũng không kém cái phần mà gọi là tăng cái sự hấp dẫn các bạn. Đó, mình mở thêm một cái hình rất là đẹp, những hoặc là người ta vẫn nuôi như vậy là các bạn, người ta nuôi mình thấy cái mẫu này cũng được là các bạn. Đây, mình thấy cái mẫu này vẫn được, là ok rồi các bạn. Nó nhiều màu lắm các bạn, thì các bạn cũng thể các bạn
nó khiến mình có cái sự hấp dẫn nhiều nha các bạn. Thì đối với cái loại mình sẽ đi sâu vào những cái loại cái gì đó rồi các bạn xem, các bạn dở đối với cái dĩa mà xanh các bạn, xanh 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 lá cây các bạn, là cái giới chơi cái kiểu nó khắp 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 nơi người ta rất là thích nha các bạn, nhưng mà đặc biệt là nó rất là quý hiếm, thì các bạn nên nếu bạn nào mà thích nuôi thì cũng nên có một cái sự tìm tòi mới có được nha các bạn. Đấy. Đối với dĩa nâu thì cái dĩa nâu nó cái thân nó ngang, thân nó ngang nhưng mà cái hình nó hơi tròn nha các bạn. Đối với dĩa nâu á các bạn, hình nó hơi tròn các bạn. Thân là cái màu nâu phớt vàng rất đẹp. Cái dĩa nâu, cái dĩa nâu cái nó có cái thân hình nó phớt vàng đẹp lắm các bạn. Thì các bạn cũng có thể tham khảo trên cái những cái trang mạng xã hội nha các bạn. Khi mà được chuyển sang cái màu nâu đậm các bạn, trên thân nó có chín cái vạch ngang các bạn, chín cái vạch ngang mỏng màu xanh đấy các bạn. Trong đó thì có cái vạch nó chạy cắt ngang qua mắt rất là đẹp. Ở mình con có thể mình nói mình mở hình ảnh cho bạn xem. Đó mình nói sơ cũng được các bạn. Thì trong đó cái các cái vi màu của các bạn nó rất rõ rệt nên nhưng mà rải rác có nhiều chấm màu sẫm các bạn. Vì đuôi của cá nó có một cái màu vàng xanh lớt rất là đẹp các bạn. Thì các bạn cũng có thể đầu cái dĩa nâu này các bạn, nó giống như một cái mặt nạ các bạn. Nó có những cái vân màu lợt các bạn, xen kẽ vào đó là những cái chấm nhỏ óng ánh rất là đẹp các bạn, chứ không phải là cái giống dĩa này, cái giống dĩa nâu này các bạn, nó không quý bằng cái dĩa xanh lá cây theo mình tham khảo mình biết các bạn. Nhưng mà có nhiều trên thị trường các kiểu lắm các bạn. Chứ mà không hiếm như là con cái dĩa nâu này, nó không hiếm như con dĩa xanh này các bạn. Thì có nhiều loại thì sẵn đây mình chia sẻ luôn nha các bạn, mình chia sẻ cái dĩa đỏ các bạn. Cái dĩa đỏ rất là đẹp, đỡ mà mình sẵn mình tiện mình mở cho bạn xem luôn các bạn. Cái dĩa đỏ đó mình tìm ở đây, cái dĩa đỏ rất đẹp. Thì các bạn nào có đây các bạn, này dĩa đỏ rất đẹp. Đây các bạn, dừa đỏ các bạn, đây là dừa đỏ, đây dừa đỏ rất đẹp. Cái dừa đỏ này các bạn là nó cũng quý lắm các bạn, nhưng mà nó cũng đánh giá là một cái giống cá quý các bạn, nhưng mà bây giờ thì nó cũng nhiều rồi các bạn. Đặc điểm cái nổi bật của nhất là của thân mình nó là to lớn nha các bạn, riêng cái dòng cái dĩa đỏ này rất là to lớn các bạn. Cái giống cái dĩa này nó khác cái màu sắc, nó giống cái khác cái những cái loại cái dĩa khác nha các bạn, màu sắc nó cũng rực rỡ, nó màu tươi đó các bạn. Các bạn nó màu tươi rất đẹp đấy, như các bạn nào nuôi hoặc các bạn trải nghiệm qua rồi thì các bạn sẽ biết nha các bạn. Nên thì nhiều người rất là ưa chuộng cái giống giống cái này các bạn. Nó có nhiều loại các bạn, nó có dĩa đỏ mà mình nâu vàng là các bạn, hay là màu nâu sẫm là các bạn, nó hai bên đường nó nổi nhiều vân ngũ sắc xen kẽ với cái màu lam nhạt nữa các bạn. Đấy, trên cái vi lưng và cái vi hậu môn đó nó có một màu đỏ sẫm các bạn, rất là đẹp đấy các bạn.
thì mình sẽ nói sơ bộ vậy thôi, các bạn cũng có thể tìm hiểu thêm nha các bạn. Nó nhiều lắm, nó nhiều. Thì cái phần đầu đó các bạn đó nha, như nãy mình nói các bạn là có những cái nổi, có những vân vân nổi là đẹp lắm các bạn, chứ không phải là nó trơn như giống như con kém hồi nãy mình đã đưa cho bạn đâu, nó nhiều loại nha các bạn. Thì nó có một một sắc rực rỡ các bạn, nó đặc biệt hơn các cái đồng loại khác nha các bạn. Nên cái giống cá này nó rất là được nhiều người rất là ưa chuộng các bạn. Đấy, như là người ta thường là đặt cái tên là ngũ sắc rồi thần tiên rồi các bạn nó những cái tên này người ta đưa vào con cá này nó phù hợp hơn các bạn. Thì mình muốn chia sẻ các bạn có một loại cá dĩa lam nữa các bạn, dĩa cam để mình mở các bạn xem, dĩa lam rất đẹp. Dĩa rất là đẹp, dĩa lam này mình rất là ưa chuộng con cái này, gọi là dĩa xanh lam nha các bạn. Đây các bạn, đây là con dĩa xanh lam nha các bạn. Đấy, nó rất là đẹp, nó không khác đâu các bạn. Nếu các bạn nuôi ở ngoài hồ kính, nuôi ngoài tự nhiên các bạn nuôi thì nó cũng màu sắc cũng y xì vậy nha các bạn, không khác gì đâu nha các bạn, rất là đẹp nha các bạn. Cái dĩa lam mới lúc còn nhỏ thì cái thân mình nó có nâu, có đau lợt, có hình màu nâu lợt nha các bạn, nhưng mà trước khi trưởng thành thì thân nó lại trở sang cái màu lam các bạn. Trên thân nó cũng có những cái vạch, chính vạch ngang sẫm màu chạy dọc từ lưng xuống cho các bạn. Nó đây có nhiều loại, có nhiều loại xanh lam đầu xanh, nó như rất là nó có nhiều loại, nhưng mà mình khái niệm các bạn thêm là cái nối cái dòng cá hồi nãy mình đưa các bạn xem đó, dòng cá nó rất là ưa chuộng nha các bạn. Các bạn cũng có tham khảo cái giọng cá này. Đấy, cái dĩa lam có màu sẫm các bạn, dĩa lam hồi nãy cái hình ảnh là mình đưa các bạn là dĩa lam các bạn. Nó có một màu sẫm hơn nha các bạn. Đấy, trông như là màu nâu, màu mặn chín các bạn, rất là đẹp. Miệng thì nó các bạn như bạn thấy rất là nhỏ, rất xinh xắn này các bạn, để mình dựa theo cái hình ảnh mình nói mình tâm sự cho các bạn. Đấy, rất đẹp. Vi lưng và vi hậu môn của cá thì nó dài nó đẹp, màu có một màu đen mình thấy rất là đẹp cho các bạn. Em lên xem thử cái camera nó còn không các bạn. Sẵn đây thì mình cũng chia sẻ đến với các bạn là nhiều 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 loại giống cá, các bạn chia sẻ đến các bạn nhiều loại giống cá thì đỡ cho mà các bạn cùng với mình khám phá những cái giống cá này các bạn. Thì cũng có cái nhiều bạn đặt cái vấn đề ra thì mình thành thử ra là mình cũng áp dụng và mình cũng chia sẻ trên cái kênh của mình để các bạn nắm rõ hơn. Nhiều người cho rằng các bạn cá dĩa rất khó nuôi, nhưng mà đối với mình điều này thì cũng đúng như các bạn. Mà nếu như mà các bạn nắm bắt được những cái điều cần 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 biết và đời sống của chúng thì cũng như cái cá tính ra sao các bạn, môi trường sống của các bạn thì
cái đời sống của chúng như thế nào thì lại thấy thích, các bạn rất thích cái những cái điểm đấy, thì các bạn cũng có thể nhiều bạn thì cũng có thích những cái đặc điểm đấy, các bạn mua, các bạn nuôi, các bạn và chính vì những cái đấy mà các bạn nuôi thành công những cái yếu tố đấy các bạn. Và ngồi thiên nhiên thì cái dĩa nó sống dưới thân cây các bạn, cái rừng Amazon đó các bạn, dưới thường là nó có, mình theo mình cái tìm hiểu là nó có một độ sâu từ 50 các bạn đến đến 1 mét các bạn, 50 phân đến 1 mét các bạn. Cho nên nó là khi nuôi cá thì các bạn nên nuôi chúng vào những cái hồ rộng có chiều sâu khoảng 50 đến 60 phân các bạn, nó có chiều nước này nó mới hợp hợp để mà các bạn nuôi nha các bạn. Hồ phải phải đặt vào vào cái nơi mà các bạn nuôi yên tĩnh, đừng có ồn ào lắm nha các bạn. Dạng như cái phòng mà phòng khách, nhưng mà phòng khách dạng cũng có một không gian rộng rộng một chút xíu các bạn đấy. Ít 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 cái người mà mình cũng, các bạn cũng nơi nuôi, nhưng các bạn cũng hạn chế cái việc mà cho khách tới, các bạn nó sẽ làm nhát con cá càng. Bình thường thì cái dĩa nó rất dạng các bạn, rất rất dạng, bơi lội nhẹ nhàng, nhưng mà khi mà bị khiếp sợ rồi thì con cá các bạn nó trở nên dữ dằn các bạn, nó rượt đuổi, nó cắn nhau nha các bạn. Thì các bạn lưu ý đó là kinh nghiệm của các bạn. Nếu các bạn đang nuôi thì bầy cá con các bạn, thì bầy là các con đã sẽ bị cá cha mẹ các bạn ăn hết sạch cho các bạn, nó rất là nguy hiểm nha. Cái đó là những cái kinh nghiệm mà các bạn đã nuôi rồi, các bạn những cái trang trại lớn người ta đã nuôi, người ta đã có những kinh nghiệm đó rồi, thì mình cũng tham khảo mình biết cho các bạn. Cái hồ nuôi cá các bạn dù chỉ là các bạn dành nuôi một con thì cũng nên là có rộng rãi và có độ sâu ít lắm, là thì các bạn cũng là cũng 50, cũng 50 phân các bạn, thì nó mới phù hợp với cái cách sống của con cá này các bạn. Còn nước nuôi trong hồ cá các bạn thì nước nước máy hay nước giếng, như mình đã làm những cái bài trước rồi các bạn, độ pH rồi các bạn, từ 6 đến 6.5 các bạn, nó các bạn thì thấp hơn cao hơn, thì mình cũng đã làm những cái bài để mà các bạn có thể tham khảo nha các bạn. Thì nước máy các bạn thì nên hứng, các bạn mình chia sẻ thêm về những cái mà kiến thức về dùng nước các bạn, thì để các bạn nắm rõ hơn. Trước kia thì mình cũng đã chia sẻ rồi, nếu mà những các bạn đã theo dõi thì mình chia sẻ trong đây, những các bạn mà chưa theo dõi thì các bạn cũng thể nắm bắt được các bạn. Thì dùng nước máy thì các bạn nên hứng ra cái lu hoặc khay là đỡ chứa các bạn, mà để 3 4 ngày các bạn, thậm chí là 5 10 ngày rồi mới dùng cho cái dĩa nó mới tốt cho các bạn. Thì đối với con cái dĩa này thì cứ 100 lít nước các bạn, 100 lít nước máy các bạn cho vào hồ. Rồi các bạn cho thêm một muỗng cà phê muối ăn các bạn, khoảng muối ăn các bạn. Rồi trong cái hồ thì để mình có dạng có khử nhẹ cái khuẩn các bạn. Trong cái hồ các bạn thì các bạn nên trang trí những vật liệu như là hốc đá, gốc cây đồ cho nó phù hợp với cái môi trường sống cái ngoài thiên nhiên các bạn, của chúng các bạn. Dùng vật liệu trang trí có thể bán tại các cái cửa hàng các bạn, cái cá các bạn. Thì mình cũng có cung cấp nhưng mà nó không có đa dạng các bạn. Mình đang cố gắng, mình đang nhập thêm những cái đâu. Thì cái điều đó, các bạn trước khi cho vào hồ các bạn, những vật đó các bạn phải loại trừ hết mọi chất độc cho các bạn. Các bạn lưu ý các bạn có hại sức khỏe của cá cho các bạn. Cái điều này các bạn phải quan tâm đến cái điều này, những cái thứ đấy mà các bạn không để ý thì nó sẽ gây một hậu quả rất là kinh khủng cho các bạn. Đấy. Đặc biệt các bạn dưới đáy hồ cái dĩa đó, các bạn không nên đỡ trống không nha các bạn. Các bạn nên cho phủ một lớp cát thô, cái hộp nó hơi to to một xíu cho các bạn. Lớp dày nó khoảng 5 phân các bạn. Để việc làm này các bạn để theo cái chiều theo cái thói quen của chúng các bạn.
À, cái dĩa nó có một cách kiếm ăn kỳ lạ các bạn. Chúng thích lượm những lờ những cái trên lớp cát các bạn, thì các bạn những thêm những video cũng có trên lớp cát nó thường thường nó xuống nó ăn trên lớp cát đó các bạn. Nó bới lớp cát này các bạn. Thì cát các bạn cũng phải rửa sạch các bạn nhiều lần để gạt đi những cái tạp chất dơ bẩn các bạn trước khi các bạn cho vào hồ. Thì những kiến thức mình muốn chia sẻ đến các bạn. Còn các bạn lưu ý nữa là nhiệt độ các bạn, nhiệt độ thích hợp đối với con cá này các bạn là nó nằm ở cái ngưỡng là 30 độ C nha các bạn, 30 độ C. Là cái ngưỡng này nên các bạn nên cắm một cái sưởi, mình cũng đã chia sẻ với các bạn cái việc các bạn cắm sưởi 30 độ C thì nó sẽ hữu ích nha các bạn. 30 độ C nó hữu ích. Thì tốt nhất là các bạn cũng cũng nên trang bị cho nó một cái sưởi đỡ mình đề phòng cái nhiệt độ bên ngoài lên xuống bất thường, cũng như là cái sưởi nó cũng như là cái máy lạnh nha các bạn. Nhưng mà nó là gọi là máy, nó là gọi là một chiều thôi các bạn. Thì nếu mà nhiệt độ quá cao và nó hay quá thấp các bạn, nhiệt độ trung bình thì 30 thì cái dĩa có thể nó cái nhiệt độ nó quá cao lên trên 30 á, hoặc là ví dụ như là nhiệt độ mà dưới 30 đó các bạn, thì nó cũng có thể gây cái ảnh hưởng đến con cá nha các bạn. Thì nói chung nuôi cái dĩa các bạn thì tương đối là cái hồ các bạn tương đối phải rộng cho các bạn, hoặc nói cách khác là càng rộng là càng tốt nha các bạn. Đấy. Chỉ nuôi một con làm cảnh thì chọn một con hồ có dung tích từ bạn nên chọn 70 đến 100 lít nước các bạn. Còn nuôi số lượng nhiều là phải hồ lớn khoảng 400 lít nước các bạn mới thích hợp. Đó, nó rộng rãi không gian đó các bạn. Mình nếu mà các bạn nuôi, nếu các bạn chắc sinh sản là các bạn thì mỗi hồ nên nuôi một cặp, và cái dung tích cái hồ khoảng 100 đến 150 150 đến 200 lít nước cũng được nha các bạn, là vừa các bạn. Thì cái đó thì theo mình cũng tham khảo, mình cũng chia sẻ lên trên đây cho các bạn nắm bắt luôn, để các bạn có thể áp dụng vào đó các bạn. Thì cái hồ mà nuôi cái đẻ các bạn, cái sinh sản các bạn, các bạn đừng có bỏ những cái vật liệu trang trí các bạn đỡ trống, như hồi nãy mình đã đưa ra cái hình ảnh để các bạn xem các bạn. Thì cũng đừng có đưa trang trí nhiều các bạn. Thì các bạn chỉ có là cắm cái máy sưởi, máy lọc, máy cung cấp oxy đó các bạn, để cá nó đẻ thôi các bạn. Thì mình chia sẻ thêm là về cái ánh sáng các bạn, nhu cầu ánh sáng của nó các bạn. Cái thì cái đời sống của cái dĩa nó rất cần ánh sáng các bạn, nhưng đó là những ánh sáng bình thường, còn ánh sáng tự nhiên đó các bạn, không có chiếu sáng khắp khắp hồ các bạn. Đấy, không chiếu sáng khắp hồ các bạn. Thì nó ngồi thiên nhiên thì con cá nó thích sống ở vùng cái bóng râm các bạn, bóng râm hơn. Đấy, cái đặc tính của nó là vậy các bạn. Là nhưng mà cũng không phải là tăm tối các bạn. Cả ngày đều có những chút ánh sáng nó, như mặt trời nó chiếu xuống là những nó có một nó giống như một cái ma trận cho các bạn. Thì các bạn nắm bắt, các bạn như các bạn nào nuôi con nha các bạn. Coi xem thử nó có còn chạy không các bạn. Thì các bạn cũng có thể nắm bắt những cái ý này, và các bạn cũng có thể là áp dụng cho mình nha các bạn, để các bạn có những cái kiến thức ở đó nó Xin lỗi các bạn, cái micro mình nó cũng gặp vấn đề nữa rồi, nó bị tắt cái mắt cái đèn xanh xanh đây rồi các bạn.
Đối với thức ăn cá dĩa thì các bạn cũng ráng chịu khó nghe mình nói qua cái này các bạn. Đối với cái thức ăn cá dĩa các bạn thì cũng dễ dàng này các bạn, cũng không có khó khăn gì mấy. Thì các bạn tập nó ăn từ nhỏ đó các bạn, nó sống cá dĩa thì nó ăn tất cả những cái động vật. Như mình cũng đã làm một cái video mình chia sẻ đến các bạn rồi các bạn. Có cả động vật giám sát các bạn, nước ngọt này các bạn. Như nuôi trong hồ thì các bạn có thể tập cho nó ăn những cái thức ăn gì mà bạn có cũng được nha các bạn. Lúc đầu thì các bạn nó rất có thể chơi các bạn, nhưng dần dần nó ăn quen rồi các bạn thì nó cũng vẫn ăn được nha các bạn, chứ không phải là nó sẽ bỏ ăn hoàn toàn. Thì mình cũng có chia sẻ đến các bạn rồi, thì mình muốn nói thêm các bạn thì cái thị trường ngày hôm nay thì nó rất là có rất nhiều loại nó chế biến sẵn các bạn. Có nhiều trên thị trường dưới dạng là cái viên nén hoặc là viên tròn như là cái vỉ các bạn, nó đỡ đông lạnh thì đều dùng cho mình nuôi cái dĩa vẫn được nha các bạn, vẫn ok. Thì các bạn cũng có thể nuôi cái dĩa bằng cái gan bằng tim bò các bạn, xay nhuyễn các bạn, thêm thêm tôm các bạn nữa là ok, trộn vào. Thì các bạn lưu ý là cái gan bò, tim bò các bạn nếu mà các bạn cho ăn dư thừa thì cái nước trong hồ nó mau dơ các bạn. Thì vì vậy mà cái sau những cái bữa ăn các bạn nên dùng cái ống siphon các bạn hút ra các bạn những cái chất thừa thải lẫn lộn trong cái nước đó các bạn, cho nó ra hết đi. Còn tôm thì nó có những cái chất mà nó giúp màu sắc con cá nó được tươi các bạn, được tươi được được nó giúp cho tăng màu hơn các bạn, cũng rất là tốt. Thì hồi nãy mình đã nói với các bạn là thức ăn cái dĩa này các bạn, thức ăn cá này, cái dĩa. Bây giờ mình muốn mình nói chia sẻ thêm là giới tính cá dĩa các bạn. Tính cái gì á, nó có nhiều cách để mà phân biệt về cái giới tính cái gì á các bạn. Như các bạn quan sát cái phần đầu cá các bạn, những cái lỗ mà sinh dục, như là cái tính tình của cá nữa các bạn, nó rất là nhiều. Nhưng mà tuy nhiên đó, là không ai dám tốt trúng đến cả 100% các bạn, các bạn không ai giúp chắc đoán trúng cả 100% đâu. Thì nếu các bạn quan sát phần đầu, các bạn có thấy cái đầu cá trống đó, nó nở ngang, nó có một đầu to các bạn nở ngang hơn cái con cá mái, đó là phần đầu các bạn. Và đầu cá trống nó nổi lên lên trên cái đầu cá các bạn, nó nổi lên trên cái bướu nhỏ vậy, như một cái u nhỏ, nó có một cái vòm các bạn, thì đó là con cá trống các bạn. Đó thì mình cũng đặt cái khả năng là đó là con cá trống để các bạn dễ hình dung nha các bạn. Còn cái lỗ sinh dục của các bạn thì cá trống nó có núm ngắt, là nó có một cái và cái nó nhọn các bạn, nó có nhọn, có cái lỗ cái chỗ cái lỗ sinh dục của nó có cái đầu nhọn 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 xuống đó các bạn, nó nhọn nhọn đấy. Khi 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 mà núm của cái máy các bạn sẽ không có cái đó, thì cái đó cũng là một cái ưu điểm các bạn. Nhưng mà con cá mái các bạn thì nhiều con là nhiều con thì nó cũng có cái núm dài, nhưng mà cái lỗ sinh dục của nó các bạn, cái cá dĩa các bạn, nó có một cái đòi hỏi phải có nhiều kinh nghiệm để các bạn mới nhận
ra được bạn, chứ không phải là nói là nhận ra ngay được các bạn. Thì nói ra thì khó, nhưng mà khó mà kinh nghiệm các bạn thì cũng khó mà để mà truyền đạt cho cái người mà ngồi nghe cho các bạn. Thì mình cũng đang cố gắng để mình truyền đạt cho các bạn, thì các bạn có nhận thức được bao nhiêu thì các bạn có hiểu được thì các bạn ấy thôi các bạn. Thì cũng như mình đã nói, đã trình bày, thì cái hồ kính đó các bạn, thì để nuôi một cặp cá dĩa mà đẻ các bạn thì nên nên có một cái dung tích nó lớn các bạn, từ 100 lít nước đó các bạn, như hồi nãy mình đã chia sẻ, hoặc hơn nữa. Cái hồ này thì các bạn nên đặt vào những nơi yên tĩnh, các bạn chỉ có những người chủ, người ta nuôi, chủ người ta nuôi, người ta mới chăm sóc, mới vào cái nơi này các bạn. Nó chỉ con cái dĩa này rất thông minh các bạn, nó chỉ nhận ra được những chủ của nó các bạn, chứ nó mà gặp người lạ nó sẽ báo chạy ngay các bạn. Khi mà con cá nó sắp đẻ các bạn, thì mà nó nhận thấy được cái sự hiện diện của một cái người lạ các bạn trong phòng đẻ các bạn, hoặc nó cảm nhận được nó có những sự bất ổn, thì nó có thể ngừng đẻ đó các bạn. Nó đặc tính của nó là vậy các bạn. Thì ở ngoài tự nhiên thì nó cũng chọn những cái nơi có vùng nước sự yên tĩnh để mà đẻ trứng cho các bạn, thì đặc tính của nó là vậy các bạn. Trứng nên đẻ lên những cái phiến đá các bạn, lá cây các bạn, ở ngoài tự nhiên thì có những cái đấy nó đẻ các bạn. Và trước khi đẻ trứng nó lên đó các bạn, chúng thường cẩn thận làm sạch các bạn, nó có đặc tính nó làm sạch, sẽ làm sạch sẽ đi các bạn, chứ không phải là nó bừa bãi, để bừa bãi đâu các bạn. Đặc tính nó rất thông minh. Khi bạn nuôi cá trong hồ các bạn có thể tìm mua những cái vật dụng làm bằng đất sét các bạn, dùng cho cái dĩa để đĩa, nó bán tại các cái cửa hàng đấy các bạn, cửa hàng cá kiểng các bạn, nhiều, rất là nhiều loại các bạn. Hoặc dùng các bạn dùng thêm miếng ngói các bạn, như hồi nãy mình đã các bạn đã coi video, nhưng miếng ngói mới các bạn, dựa nghiêng vào cái thành hồ để mà cá đến đó nó đĩa trứng lên cũng được các bạn. Mà trước khi mà đẻ trứng đó các bạn, cái cặp cái dĩa nó thường dựng kỳ trừng lên các bạn, bên 1-2 giờ đó các bạn. Hai con như là nó quấn quýt với nhau các bạn, thỉnh thoảng thì toàn thân nó rung lên, thì vì cảm xúc đó các bạn, nó cái sự rưng 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 đó các bạn. Thì đây mình miêu tả ra thì các bạn cũng có thể tham khảo video đó các bạn, nó bắt hơn đây là ở lúc đó là này sắp sửa đẻ các bạn. Các bạn chú ý, các bạn lúc đó thì các bạn nên ngưng ngay cái máy lọc đi các bạn, để trứng nó được thụ tinh dễ dàng các bạn, đừng có cho chị lọc thì cái thụ tinh nó chị tròn tròn tròn, nó không có thụ tinh đều các bạn. Và trước khi đẻ các bạn, các cặp cá nó sẽ rủ nhau đến vòng gần cái viên ngói hay cái đất các bạn, nó sẽ làm sạch nước qua những lại nhiều lần làm sạch các bạn. Sau đó là nó nước lên mặt cái viên ngói, những cái một chất nhờn các bạn, liếp lên một chất nhờn các bạn. Cái máy thì từng để từng chuỗi trứng lên cái đám chất nhờn đó các bạn đợi các bạn sẽ thấy, bạn sẽ thấy các bạn. Một lứa như vậy nó để khoảng chừng là vài trăm tấn các bạn, rất là nhiều các bạn. Cái máy để đến đâu thì cái trống nó sẽ thụ tinh các bạn, nó sẽ lướt trên thụ tinh lên trứng các bạn, và nhờ đó mà trứng nó mới được thụ thai các bạn. Đấy, sau khi việc mà đẻ trứng nó đã hoàn tất rồi thì cặp cá cha mẹ nó liền phun nước lên 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 cái ổ trứng các bạn, nó phun liên tục. Là khi mà trứng nó
đến khi nào mà trứng nó nở rồi thì các bạn nó không còn phun nữa, nó phun nước vô trứng các bạn. Và trong khi phun nước xin lỗi các bạn, trong khi vừa phun nước các bạn thì còn khoảng một vài ngày các bạn thấy những cái trứng nào mà không được tinh dịch thủ lên các bạn, thì nghĩa là trứng đó nó không có thụ tinh, nó có một màu trắng các bạn, một màu trắng trở nên màu xám đó. Màu trắng các bạn nó sẽ ăn cái trứng đó đi các bạn, còn cái màu xám thì nó chờ cái ngày nở các bạn. Cái màu xám thì nó sẽ được thụ tinh rồi, nhưng mà còn màu trắng nó sẽ hư, trứng nó bị hư các bạn. Thì các bạn lưu ý là tập tính đó nó sẽ ăn những cái trứng màu trắng đi. Cha mẹ thì cái con nó bắt đầu nở các bạn, thì cái cha mẹ nó không còn phun nước nữa các bạn, nhưng mà nó vẫn có vẫy, nó có lẩn quẩn quanh cái ổ các bạn, nó vẫy nước các bạn, nó vẫn còn phun ở, nó còn vẫy nước các bạn, và nó vẫn quanh cái ổ để canh phòng cho con nó nha các bạn. Nó rất thông minh. Để mình kiểm tra lại một xíu này các bạn. Thì đấy, mình cũng muốn chia sẻ đến các bạn những cái ưu điểm mà mình biết được, thì mình cũng chia sẻ đến các bạn, thì các bạn có thể nắm bắt, các bạn có thể tận dụng vào khi các bạn nuôi cá các bạn. Thì vài ba ngày sau đó các bạn, thì các con nó sẽ liền rời khỏi cái viên ngói đi các bạn, nó sẽ bám vào thân của cá bố mẹ các bạn, nó sẽ rỉa cái lớp da nhớt của con cá bố mẹ để mà sống nha các bạn. Thì từ đó thì cái dĩa bố mẹ các bạn nó đến đâu nó cũng mang theo các bài con đến đó các bạn. Khoảng hơn một tuần tuổi thì cái dĩa con nó sẽ bắt đầu nó sẽ ăn được các bạn, ăn được những cái thứ bo này các bạn, như mình đã chia sẻ bo những cái động vật trùng chỉ đó các bạn. Đấy, sau đó là cho ăn thêm cái lòng trứng các bạn. Các bạn có thể cho ăn ba ba nhỏ các bạn, trùng chỉ, mà loại trùng chỉ không phải là già trùng chỉ các bạn, trùng chỉ non các bạn, thì các bạn cũng có thể cho ăn đấy. Và các bạn cũng có thể cho ăn thêm cái lòng trứng trắng các bạn, rồi lăn quăng các bạn. Khi được 3 tuần tuổi thì nó sẽ không cần sự chăm sóc của các ba mẹ nữa các bạn. Thì lúc đó thì các bạn nên cách ly cá bố mẹ ra nha các bạn, để bố mẹ ra nó cho ăn, đợi bố mẹ mình cho ăn cái bố mẹ lại nó lại sức các bạn, để mà lứa sau các bạn nó còn đẻ tiếp các bạn. Với các con các bạn, nếu được nuôi trong một cái môi trường mà sống tốt, chúng sẽ nó rất là mau lớn các bạn. Và ngược lại nó sẽ bị hao hụt nhiều, mà nếu mà các con nó không được sống trong môi trường mà gọi là tốt hơn là cái môi trường mà nuôi bố mẹ nha các bạn, nó đòi hỏi một cái môi trường tốt hơn các bạn, sạch sẽ, kỹ lưỡng. Nói chung là nó nôm na là dạy các bạn có thể nắm bắt được đó các bạn. Khi mà cá con độ khoảng mà 7 tuần các bạn, có thể nó bám
được cái con đã có kích thước khoảng tầm 3 cm các bạn. Thì cái dĩa con nó còn dưới 6 tuần tuổi thì nước hồ cần phải được thay hàng ngày nha các bạn. Các bạn phải thay nước hàng ngày, thay thay cái 10 đến 30% nước, lượng nước các bạn. Thì những cái thức ăn thừa các bạn nó còn đọng lại trong cái nước bẩn nó được rút ra hết rồi các bạn. Như mình nãy mình nhấn mạnh các bạn là các con nó sống cái môi trường nó rất là tốt, các bạn đòi hỏi sự môi trường rất là tốt, kỹ lưỡng hơn các bạn. Thì ngày nay thì cái dĩa các bạn nó sinh sản tại hồ là không còn cái chuyện là khó đối với những ai mà đã sản xuất được và kinh doanh được cái kiểng rồi. Mình chỉ kinh doanh cá các bạn, mình không có làm những cái mô hình mà nuôi cá như vậy các bạn. Thì đối với những cái người mà ta kinh doanh đang sản xuất thì nhiều kinh nghiệm rồi thì mình không có nói với các bạn. Thì nhưng mà cái nhờ những người đó các bạn mà cái giống nó có nhiều nhiều thị trường mới các bạn, với nhiều cái giống mới các bạn, mà cái giá cả của nó các bạn lại vừa tốt tốt hơn những cái năm trước các bạn, những cái trước kia. Thì tắt đó thì bây giờ người ta nuôi càng nhiều thì nó ra số lượng, nó có số lượng thì thành ra cái giá thành nó chỉ giảm xuống nha các bạn. Thì mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay, đặc biệt ba yếu tố về những yếu tố về nuôi cá dĩa các bạn, ăn đồ như tính cá này nọ, thì các bạn có thể tham khảo qua cái video của mình các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Chào, hẹn gặp lại các bạn những cái clip lần sau. Xin chào. Nhớ các bạn nhớ yêu thích mình thì hãy like, hãy đăng ký kênh Tài Cá Vlog để ủng hộ mình nha các bạn.